Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái trang web có thể thực hành trực tuyến hay gọi là online á, một số bài tập của một số cái ngôn ngữ lập trình khác nhau, ví dụ như C nè, Java nè hay là Python ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái trình duyệt web. Rồi, các bạn sẽ vào Google. Ngay chỗ này các bạn gõ giùm mình GDB Online. Đó. Khi các bạn bấm vào GDB Online nè, thì nó sẽ hiện ra cái trang web như thế này. Thì các bạn nháy chuột vào cái dòng đầu tiên này giùm mình. Đây, khi mình nháy chuột vào thì nó sẽ hiện ra một cái trang web để mình thực hiện. Nhưng mà mình phải chọn ngôn ngữ của nó. Thì đầu tiên nó sẽ hỏi mình tiếng Việt hay tiếng Anh, thì mình để mặc định đó là tiếng Anh ha. Tại vì khi mình thực hiện thì những cái chương trình lập trình này mình chọn tiếng Việt nó sẽ không hiểu. Sau đó mình đóng lại. Các bạn nhìn ở góc trên bên phải nó có chữ Language Select, bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng ngôn ngữ lập trình, có rất nhiều ngôn ngữ lập trình ha. Thì ở chương trình phổ thông thì các bạn sẽ học đó là Python, cho nên chỗ này các bạn chọn giùm mình là chữ Python 3, bấm vào đây. Thì khi các bạn bấm vào thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Mình có thể xóa hết những cái dữ liệu trên đây. Rồi mình có thể thực hành một số cái bài tập đơn giản ở trên chỗ này. Ví dụ như ở đây mình sẽ nhập một cái bài tập đơn giản, đó là câu lệnh nhập xuất thôi. N bằng một cái số nguyên nào đó. Nếu mà mình nhập số nguyên thì mình sẽ khai báo đó là chữ in luôn. Rồi, với cái câu lệnh là input, câu lệnh nhập của mình ha. Rồi, mình sẽ nhập n bằng cái gì đó. Rồi, nhớ là đây là số nguyên ha. Rồi sau đó mình sẽ in ra, nhập n thì in n. Rồi, xong rồi. Sau khi các bạn gõ một cái bài tập đơn giản như thế này thì các bạn nhấn vào chữ run nè, thì nó sẽ cho chạy chương trình và thực hiện chương trình của mình. Bấm vào. Rồi, các bạn thấy ở dưới góc dưới bên trái của mình, màn hình màu đen nè, chỗ input nè, nó kêu mình nhập. Thì ví dụ ngay mình nhập đây là số 2 đi. Thì khi mình gõ số 2 vào từ bàn phím, sau đó mình nhấn phím enter trên bàn phím. Đó, thì nó sẽ cho ra. Ở đây nó có hướng dẫn cho mình. Bạn muốn thoát thì bạn sẽ nhấn enter tiếp. Thì nè, câu lệnh nè, n bằng in, input nhập n. Thì mình nhập n thì mình xuất n, ring n. Nhập gì thì xuất nấy, có nghĩa là chỗ này nhập n bằng 2 thì nó sẽ xuất cho kết quả là số 2. Tương tự thì các bạn có thể thực hiện được một số bài tập đơn giản khác nữa ha. Chúc các bạn học tốt với cái phần mềm mới này ha.